Chào các bạn, mình là Phương TK, rất vui gặp lại các bạn đang xem một cái video chia sẻ nữa của mình. Đây là video chia sẻ về kinh nghiệm vẽ và mình sử dụng cái lệnh DIV. Vừa rồi có một cái bạn hỏi là làm sao để vẽ được một cái hình như thế này và chia các cái khoảng này nó bằng nhau. Thì mình có vẽ đại khái một cái hình như thế này. Trước đây khi mình làm các bản vẽ về cửa thì mình rất hay sử dụng cái này. Và hồi đầu mình làm thì nó cũng hay bị sai, là mình chia các khoảng này nó không đều nhau. Vậy làm thế nào để chúng ta chia được cái khoảng này nó đều nhau như vậy? Đối với các cái việc mà chúng ta chia hai cái khoảng giữa hai điểm này này, chia đôi ấy, thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi bắt đầu chúng ta chia thành ba hoặc là chia thành các cái phần bội lớn hơn hai thì bắt đầu chúng ta sẽ gặp vấn đề là chúng ta bị chia sai. Vậy vấn đề nó nằm ở đâu? Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu từ một cái phần khung như thế này. Giả sử đây là một cái kích thước cửa của mình, thì mình sẽ đưa vào như này. Bắt đầu là cái đố cửa này 50 này. Mình vẽ rất nhiều là mình đã nhớ được các phần đó rồi. Đây là mình có một cái hình này là mình làm theo cái hình của bạn ấy. Giả sử như đây chúng ta vào 40 nữa đúng không? Chúng ta chia trước như này, 40, ở giữa chúng ta có một cái khoảng như này nữa. Một khoảng như này. Cái này nó cũng ra đây là 40 này. Đó, chúng ta chia trước như này. Đó, thì chúng ta đã được một cái phần hình hai cái phần hai bên này. Đó, chúng ta có một cái phần trong, bây giờ chúng ta sẽ phải chia cái khoảng này làm sao để có các cái ô nó bằng nhau như thế này. Trước đây khi mình làm sai ấy thì mình hay đưa này, mình đưa một đường như này. Sau đó mình chia cái đường này thành các khoảng bằng nhau. Thì khi các bạn vẽ như thế thì hai cái ô hai bên nó sẽ bị hụt mất. Nó sẽ bị hụt mất bằng nửa cái khoảng này. Các bạn cứ thử chia xem, chắc chắn là như vậy, nó sẽ hụt mất bằng nửa cái khoảng này và nó bị sai. Vậy cái nguyên nhân nó nằm ở đâu? Đây, bây giờ các bạn phải coi rằng đây chúng ta có một đường viền ở đây đúng không? Chúng ta có đường đố ở đây đúng không? Nó bằng nhau đúng không? Thì cái tim của DIV ấy, bây giờ mình vẽ một đường line từ cái điểm phải vẽ từ cái đường tim này đến cái đường tim phía dưới này. Tim phía dưới này như này. Để mình sẽ giải thích cho các bạn biết. Đây là đường tim của đường trên và xuống đường tim của đường dưới thì nó sẽ như thế này. Đó, này, nó ở giữa của trung điểm của đường này. Này đang bị mù sai. Bắt điểm sai. Đây thì nó ở giữa trung điểm của đường này. Khi các bạn chia thì các bạn sẽ chia đúng trung điểm đây đúng không? Trung điểm đây và trung điểm đây thì các bạn chia vào khoảng giữa thì nó sẽ nằm giữa các đường trung điểm này. Mình chia thử. Mình làm thì rất nhanh thôi nhưng mà mình sẽ giải thích cho các bạn thì các bạn hiểu. Đây, đó. Thì các bạn thấy không? Nó nằm giữa cái khoảng này. Thế bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Chúng ta sẽ làm các cái phần đố này. Đây, bên này mình như thế này. Điểm giữa. Giả sử mình di chuyển 40 này, mình đưa xuống 20 này để được cái điểm tâm này. Thì mình chia này. Ok, bây giờ mình chia cái khoảng này ra. 5 này. Đấy là được cái khoảng bằng nhau rồi. Khoảng bằng nhau rồi. Bây giờ mình sẽ tính ở khoảng này để chia đố 40, 40 đây bằng thằng này. Mỗi bên 20 trên dưới như này. Ở đây nữa, giả sử như mình chỗ này là mình có một cái trung điểm đi. Mình chia luôn khoảng giữa này. Đó, đây là cái khoảng giữa này. Thì mình cũng đưa vào những ý hệt như vậy. Để mình chia cái khoảng cái ô trước. Đó. Thì đây, mình điều một cái ô như này. Đó. Đây là cái ô gốc của mình này. Đó, đây là ô gốc của mình. Bây giờ thì các bạn chỉ cần offset vào đúng cái khoảng mà các bạn muốn. Đó. Xóa cái phần râu ria đi. Mình sẽ thử. Xóa cái phần râu ria đi. Phía ngoài này. Xóa đi. Đó. Bây giờ mình sẽ thử crop xuống cho các bạn xem nó có đều hay không. Nó có bằng nhau hay không. Đây. Đó. Tất nhiên là bằng nhau rồi. Rất là ngon lành. Bây giờ mình chia khoảng này. Từ đây là tâm này.
tầm một cái đoạn này đây 40 nó ra đây đó thì như thế này tầm này đấy, xóa cái phần dấu rìa đi. Vậy là chúng ta xong một hình rất là nhanh chóng. Các bạn có thể làm lại, có nghĩa là giả sử như cái phần viền này chúng ta không đều nhau chẳng hạn, xảy ra một trường hợp như thế này nữa. Đây mình có một cái phần ô như này, mình lại chia thêm cho các bạn thêm xem thêm một lần nữa. Bây giờ một cái ô như thế này mà cái phần viền ngoài này của mình này nó to hơn chẳng hạn, à để một là 100 nhé, nó to hơn như thế này chẳng hạn. Ở đây mình có giữa này, hai bên 100, hai bên là đây là 100 thì mình ra 100 đi. Như này mình có một cái phần như thế này. Thường thì chúng ta vẽ, khi chúng ta vẽ cửa là chúng ta biết ngay nó gặp, nó có một cái như này. Đây là cánh cửa này, đấy như này, nhìn đây mới đúng. Và sai bên này, đây là sửa mình vào 100 này, đấy như này không, đây là phần cánh cửa này. Bây giờ mình chia pano cho cái phần này, giả sử như đây có ô giữa này, ô giữa này, giữa này trong này thì mình thường là đang là 6, thường là mình để 60, nhưng hôm nay cái tình để đánh để 40 đi, 40 như thế này, mỗi bên 20 đúng không. Này các bạn sẽ có một cái này chia giữa hai bên này là ok rồi này. Thì bây giờ các bạn coi cái phần viền bên ngoài to này, nó cũng giống như cái phần 40 ở phía trong này. Các bạn phải coi như vậy. Có nghĩa là khi các bạn chia một đường, mình để một đường line để mình chia DIV này. Đấy thì các bạn coi hai bên là một cái đố hai bên này. Hai bên trên dưới nó đang to như này, các bạn vẫn phải coi nó là một cái đố như này là 40. Và 40, có nghĩa là các bạn phải tính từ tim. Khi các bạn chia bạn phải tính từ tim. Tính từ tim như này, ra đây 20 này, stretch ra. Dưới này 20 này. Đấy thì các bạn được một đường line để các bạn chia. Bắt đầu các bạn chia cái đoạn này ra, đây về này. Chia đoạn này 5 phần chẳng hạn. Đây, thì khi các bạn đưa một cái đường line ở đây để các bạn căn trước, đưa ra mỗi bên 20. Bây giờ mình vẽ một cái đường này. Đó. Vậy là chúng ta xong ở phần này. Offset vào một đoạn 20 luôn đi. Đó. Bây giờ chúng ta, mình sẽ thử copy xuống cho các bạn xem. Xóa cái phần này đi để các bạn dễ nhìn. Xóa phần giữa này đi. Cái phần này cũng xóa nốt. Đây. Mình sẽ copy xuống cho các bạn xem. Xem chúng có bằng nhau không. Đều ngon luôn. Xóa các phần này đi, các phần râu ria xóa đi. Thậm chí mình có thể xóa phần này để các bạn nhìn dễ nhìn hơn. Đây, trung điểm, mirror, bắt trung điểm, đưa sang cánh này, kéo cả cụ. Đó, đây là một dạng cánh cửa mà mình thường hay vẽ. Các bạn chia các cái ô này, đó, hack vào cho nó vui, hack cái phần này vào cho nó vui. Giả sử nó là cái phần kính chẳng hạn, cho cái video chúng ta thêm sinh động chẳng hạn như vậy. Đó, cho nhỏ xuống tí. Đó. Đúng nét xem nào. Đấy, giả sử như này, đây là một cái cánh cửa kính, các bạn có thể thấy mình chia nó rất là đúng về các ô này bằng nhau. Giả sử như bạn không muốn nhìn thì cái phần này chẳng hạn. Đấy. Các bạn thấy các phần ô này chia bằng nhau và cái phần đố ngoài này to hơn nhưng các bạn vẫn chia được rất là đẹp. Và các bạn nhớ là các bạn khi mà cái phần đố này nó to hơn này mà cái phần trong này nó đều bằng nhau thì các bạn phải coi cái phần đố ngoài này nó đưa ra một cái khoảng là bằng đúng phần đố trong này. Như vậy các bạn sẽ chia được, bạn lấy từ trung điểm của đường trên của đố trên xuống trung điểm đường dưới, sau đó chúng ta mới chia và căn các cái phần tâm. Như vậy là chúng ta được một cái hình như thế này. Đó, chúng mình có thêm một trường hợp cho các bạn ở phần bên này, rất là hay ho.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn sẽ thực hiện được thành công.